sách Việt Rách, tủ sách ôn luyện trung học phổ thông quốc gia, đánh giá năng lực các trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh. Truy cập ngay shopee.vn/Việt Rách Official Store. Xin chào, chào mừng kem đã đến với phần soạn văn của Việt Rách. Hôm nay, cô sẽ hướng dẫn kem soạn văn trả lời những câu hỏi trong văn bản Bến Trần Gian. Với soạn bài thực hành đọc Bến Trần Gian từ trang 124 cho đến trang 129, bộ sách giáo khoa ngữ văn lớp 12 kết nối tri thức sẽ giúp các em học sinh trả lời câu hỏi, từ đó dễ dàng soạn văn lớp 12. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu vào nội dung chính của văn bản này. Tác phẩm Bến Trần Gian thể hiện những suy tư sâu sắc của tác giả Lưu Minh Sơn về đời sống tâm linh của con người từng trải qua nhiều mất mát vì chiến tranh. Qua tác phẩm, tác giả đã ca ngợi những phẩm chất tốt đẹp của con người như lòng dũng cảm, sự hy sinh, niềm tin vào cuộc sống và lòng vị tha. Đồng thời, tác giả cũng bày tỏ mong muốn về một thế giới hòa bình và hạnh phúc. Câu hỏi số 1. Nêu ý nghĩa về biểu tượng của Bến Trần Gian. Gợi ý trả lời. Bến Trần Gian không chỉ là một khung cảnh vật lý mà còn là một biểu tượng đậm chất nhân văn, đựng đầy những ý nghĩa sâu xa về cuộc sống và sự tồn tại của con người. Đó là nơi mà cuộc hành trình của con người trải qua, từ gặp gỡ đến chia ly, từ niềm vui đến nỗi buồn, qua muôn vàn cung bậc cảm xúc và những thử thách đầy cam go, từ đó giúp họ trưởng thành và trở nên mạnh mẽ hơn. Bến Trần Gian, nơi để nhớ về những người đã hy sinh, làm động lực để thế hệ sau nắm vững trách nhiệm và ý nghĩa của cuộc sống. Tại đây, con người có thể tìm thấy sự đồng cảm, chia sẻ và tiếp thêm sức mạnh từ những người xung quanh. Bến Trần Gian là nơi để gìn giữ niềm tin vào một cuộc sống đẹp đẽ và hy vọng vào một tương lai tươi sáng hơn. Câu 2. Suy tư của tác giả về đời sống tâm linh của con người từng trải qua nhiều mất mát vì chiến tranh. Gợi ý trả lời. Tác phẩm Bến Trần Gian của Lưu Minh Sơn là một tác phẩm sâu sắc, nói về những suy tư về tâm linh và con người trong bối cảnh của chiến tranh và những mất mát đau thương. Qua câu chuyện này, tác giả đã tôn vinh những phẩm chất cao quý của con người như lòng dũng cảm, sự hy sinh, niềm tin vào cuộc sống và lòng vị tha. Tác phẩm nói lên sự đau thương và những gì con người phải trải qua trong thời kỳ chiến tranh, nhưng đồng thời cũng tìm thấy ánh sáng và hy vọng. Lưu Minh Sơn thể hiện mong muốn sâu xa về một thế giới hòa bình và hạnh phúc, nơi mà con người có thể sống trong sự an lành và đoàn kết. Câu 3. Yếu tố kỳ ảo trong truyện ngắn và tác dụng của việc sử dụng yếu tố này. Gợi ý trả lời. Yếu tố kỳ ảo tạo nên sự hấp dẫn cho tác phẩm, kích thích trí tưởng tượng và sự tò mò của độc giả. Nó thể hiện niềm tin vào thế giới tâm linh và sự bất tử của linh hồn. Dù gặp phải khó khăn, con người vẫn cần giữ niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Yếu tố này cũng khám phá nội tâm phức tạp của nhân vật, giúp tác giả truyền đạt thông điệp về phẩm chất cao quý của con người và mong muốn về hòa bình. Trên đây là phần cô hướng dẫn kem soạn văn trong bài thực hành đọc Bến Trần Gian. Các em hãy xem thêm những phần soạn văn khác trên Vietjet nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các em. Khóa học Vietjet, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Vietjet.